Quay trở lại một cái chủ đề đó là làm bông mít ruột đỏ, thì rất là nhiều quý bà con hỏi em về cái cách làm bông mít ruột đỏ như thế nào, đưa về cái câu hỏi. Thì hôm nay em quay trở lại cái câu chuyện của chúng ta. Thứ nhất là cây mít ruột đỏ thì nó đủ tuổi, chúng ta khoảng 14 15 tháng, hạn 16 tháng này chúng ta thấy cây nó khỏe, cây nó vững như kiền, như to như thế này để chúng ta có thể bước vào cái giai đoạn làm bông. Về làm bông cái điều kiện đủ là chúng ta cây khỏe. Cái thứ hai nữa là trước đó là chúng ta phải phun sâu rầy nấm bệnh, không cho cái vườn mình nó bị nấm bệnh tùm, và cỏ chúng ta phải cắt bằng, cắt cho nó nóng đất lên, chúng ta rải lăng và chúng ta tưới nước đẫm, tưới khi là nó tan phân xong. Nó tưới tan phân xong rồi chúng ta cắt nước rồi khi mà chúng ta cắt nước xong rồi chúng ta nhìn tín hiệu bên ngoài, cái cây nó sẽ không còn đi đọt và lá bắt đầu là có nghĩa là có cái hiện tượng mà chuyển già, chưa già thì chúng ta sẽ phun, có nghĩa là lá nó cỡ như thế này, nó rít như thế này thì chúng ta phun thần bông. Chúng ta phun thần bông phun đến khi nào mà chúng ta thấy cái đầu đọt ở bên ngoài vậy, có nghĩa là sẽ có một vài cái lá nó sẽ bị đỏ, tại vì cái lá già nó sẽ già thêm và cái lá non thì nó sẽ già thêm, thế nên là có những cái lá chân nó đỏ rồi đó là cái tín hiệu mà báo cây nó đang chuyển mình. Đây chúng ta sẽ bắt đầu phun ở trong thân cái siêu kích bông, chúng ta phun siêu kích bông, chúng ta phun vào những cái vị trí như thế này. Anh Trương anh phun nè, anh phun vào cái vị trí mà cần ra bông, xong rồi anh phun phớt ở dưới cái găng lá nữa để nó đẩy cái mầm bông đi ra, đánh thức cái mầm bông mà nó đã ngủ ở trong mình khi mà chúng ta ủ mầm bông. Thì cái lăng và kali chúng ta rải ở dưới nó đã ủ mầm bông, và chúng ta phun thêm thần bông khi mà lá ở bên ngoài nó như bánh tẻ rồi. Cái lá bánh tẻ là cái lá, để em kiếm cái lá bánh tẻ ha, lá bánh tẻ như lá này, lá như thế này là bánh tẻ rồi nè. Đó, chúng ta phun thì nó sẽ già hơn như thế này. Đó, khi chúng ta cảm thấy nó già hết rồi, 70% 80% nó giòn giòn hết rồi, bóp vô nó xào lá này là chúng ta phun kích bông là nó sẽ ra bông. Đó, phun kích bông là nó ra bông. Để bà con chúng ta nắm rõ cái quy trình làm bông để mà chúng ta làm bông cho nó thành công. Bà con canh vào cái thời điểm mà chúng ta bán, thường thì những tháng nào giá cao, tháng 7, tháng 8, tháng 9 nha bà con, giá cao. Tháng 10, tháng 11, có thể tháng 12 nữa. Tháng 10 thì nó sẽ tụt dần xuống, và tháng 11 và tháng 12 thường thì tháng 11 nó sẽ thấp, tháng 12 nó cũng có thấp, rồi bắt đầu trồi qua tháng 1 âm lịch, thế là thời tiết nó khá là lạnh. Thế là thời tiết khá lạnh nên là nếu mà trái chúng ta mà thu hoạch á, chúng ta bán cái thị trường Trung Quốc á, lúc bên đó làm gì nó lạnh quá thì họ sẽ ít đi chợ hơn. Thế nên là khi mà nó nắng lên thì thường bà con thấy này, nắng lên một cái bắt đầu chớm tháng 1, và có nghĩa là cuối tháng 1 đó, rồi tháng 2 là giá nó cao, và tháng 3 thì bắt đầu cuối tháng 3 nó tụt, và tháng 4 tháng 5 thì nó tụt mạnh luôn, tại vì trúng cái trái cây mùa. Nên bà con chúng ta lưu ý, trúng trái cây mùa này nó tụt. Vậy thì thí dụ như ông Trung Quốc là ông ăn khi nào? Ông Trung Quốc á, là ông ăn khi cái thời điểm á, mà trái mít của chúng ta là cái thời điểm á, mà thứ nhất á, là lúc đó cái lúc đó như nào từ ông ăn khi trời nó nắng lên. Cái thứ hai nữa là cái thời điểm mà nghịch vụ, đó là né cái thời điểm trái cây ra, dễ đơn giản vậy thôi. Thì bà con làm bông á, đến lúc mình nó ra như thế này này, nó ra như thế này này, đến lúc mà bà con bán á, ra như thế này, đến lúc bà con bán á, là nó mất 5 tháng đó, nó mất 5 tháng nha bà con. Thì chúng ta cộng với 1 tháng hoặc là 1 tháng rưỡi làm bông nữa thì chúng ta sẽ đi vào cái trừ ngược lại. Ví dụ như bán tháng 8 thì chúng ta trừ 6 tháng, chúng ta bắt đầu là đầu tháng 6 chúng ta làm bông rồi, để mà tháng 8 chúng ta bán, đầu tháng 9 chúng ta bán. Một cái cổ bông nó ra thì nó ra rất là nhiều trái, bà con cũng có thể quan sát ha. Cái vườn của anh Trương thì anh trồng với cái diện tích như thế nào? Anh trồng với một cái diện tích là 4m x 4m, thì bà con thấy vậy, nhưng mà cỡ chừng năm nữa thì nó sẽ là nó xà, nó đụng hết trơn lên với nhau. Nè bà con, bông này nó còn ra, nó còn ra nữa nha bà con nha, nhưng kiểu như là đủ bông, dư bông luôn. Bà con chúng ta đi một vòng nữa, chúng ta xem cái củ trái. Trời nó nắng khá là gắt nên là quay cái video này nó hơi chói lên chói xuống thì bà con cũng thông cảm. Ở cái giai đoạn này là bà con phòng ngừa sơ đen và con tiễn bông nha. Bà con lưu ý giai đoạn này là chúng ta phòng ngừa sơ đen và tiễn bông. Sơ đen thì thường cái điều kiện ẩm độ cao và mưa nhiều thì nó bị, còn trời nắng thì nó hơi ít hơn. Nhưng mà chúng ta cũng phòng ngừa, đặc biệt là cái đối tượng gây hại là bọ xít mũi, nó cũng chích, nó gây cho cái mít chúng ta nó mang cái con vi khuẩn vào. Thường bà con hay thấy á, là cái trái mít lâu lâu nó có bị khuyết điểm á, để em kiếm thì nó có bị khuyết điểm. Khuyết điểm là do chúng chỗ này nè bà con, thì do là hồi xưa nó có cái bông, hai cái bông này nó trộn với nhau nè bà con thấy không đó, nó trộn cái mũi vô, nó trộn cái mũi vô này thì cái trái mít chúng ta nó bị hay bị khuyết chỗ đây. Thì bà con cái này là không phải sơ đen em bà con, do là hai này ông trộn cái mũi vô này, trộn cái mũi giáo nó vô này đó, đụng cái mũi giáo vô này, nên là khi tách ra thì nó bị chỗ này nó bị khuyết, có nghĩa là bị thẹo. Nếu như trong cái vườn của mình nó có nhiều cái trái thì bà con cũng tiễn bỏ bớt và chúng ta giữ những cái trái nào mà hoàn thiện nhất nha bà con nha. Bà con lưu ý cái vấn đề đó thôi. Như trái này nó hoàn thiện nè, trái nào nó ốm yếu ở ngoài đầu cành quá thì bà con có thể bỏ, nó ốm quá chúng ta bỏ, nó không có thấy mình thấy không hài lòng thì mình bỏ đi nha bà con. Chúng ta tiễn lựa như một cây như thế này thì để chừng bao nhiêu trái, thì mấy anh em hay hỏi mình thì một cây như thế này là để chừng mình hay để là 3 trái, có nhiều nhà vườn họ chơi 4 trái luôn, cây còn khỏe còn đủ lực thì chơi tắt tần tật nha bà con. Thở dữ luôn nha bà con. Này, chúng ta đi xem một vòng nữa cái vườn của ảnh để cho bà con coi cái clip này. Mới nãy bà con coi cái clip này đúng không? Rồi chúng ta coi cái clip này. Giờ chúng ta sẽ đi một vòng chút xíu nữa. Cái mương khá rộng ha. Anh trồng khoảng cách 4 m x 4 m đó bà con. Này, cái bông này bà con. Đó bà con thấy này. Bông rất là nhiều. Chúng ta qua đây để chúng ta cho bà con chúng ta quan sát. Ở đây ngồi đây nó mát hơn nè bà con. Đó, em quay lướt cho bà con chút xíu. Vậy khi nào chúng ta làm bông thì khi chúng ta thấy cái điều kiện cây nó khỏe và chúng ta nếu muốn canh vào cái nghịch vụ thì chúng ta cứ muốn bán vào tháng 8 thì chúng ta canh vào tháng 2 chúng ta làm. Đầu tháng 2 chúng ta đã làm rồi, chúng ta rải lăng, mỗi cây như thế thì 1 kg đến 2 kg, ký lăng 1,5 kg cũng được nữa. Chúng ta xả nước tưới đẫm, rải lòng xong rồi xả nước tưới đẫm, tưới cho nó tan hết cái phân rồi chúng ta đi vào quy trình siết nước luôn. Siết nước thì lúc đó cái cây chúng ta nó không có hấp thụ nước thì đọt nó sẽ hạn chế vấn đề đọt đi. Nếu mà đọt đi á, thì nếu cứ đi hoài á nha, nếu là gặp mà đọt đi hoài á là cây chúng ta nó không có chuyển mình, nó không có chuyển từ cái giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn sinh sản, mà nó lúc đó nó cứ sinh trưởng hoài thì bà con chúng ta cũng khống chế đọt bằng, thí dụ như bà con chặn đọt bằng mảnh lông nóc ao đọt nha bà con. Và làm gì làm thì cái bộ lá ở bên ngoài của chúng ta mà nó già, cái lá bên ngoài nó già thì ở bên trong chúng ta kích bông là bình thường nha bà con. Chúng ta kích bông thì nó rất là dễ ra. Đó bà con chúng ta quan sát bông nè, bông quá trời luôn hả bà con. Còn hiện tại á, ví dụ như mà đang nuôi trái đang vừa ra như thế này, đang nuôi trái mà bà con để đọt nó đi nhiều quá, cái hàng để đọt non nó đi thế này nhiều quá thì bà con cũng khống chế, hạn chế cho nó đi đọt để nó tập trung dinh dưỡng mà nó đưa vào nó nuôi trái của chúng ta, nó nuôi bông chúng ta mập hơn nha bà con nha. Đọt nó đi ở ngoài, đọt nó đi mạnh á, là ở bên trong nó sẽ kéo cái đọt đi luôn. Đó, tại vì nó có cái hàm lượng đạm, nếu như mà nước mưa hoặc là chúng ta tưới nước á, thì hàm lượng đạm tự do ở trong đất nó sẽ kéo cái đọt đi và kéo cái bông dài thòn lòn luôn. Bà con chúng ta lưu ý cái vấn đề là chúng ta hãm bớt cái đọt lại để tập trung cái dinh dưỡng nó nuôi bông. Ở ngoài đây quản lý luôn nhện đồ này nọ nha bà con nha. Quay cho bà con cũng có ta xem. Bà con chúng ta xem bông nó ra, giờ là phải tiễn bông thôi. Xem một lần nữa cho nó đã rồi để em kết thúc video. Bà con cần về tư vấn kỹ thuật đó, bà con có thể kết nối với công ty để công ty hỗ trợ cho bà con một cách chu đáo nhất, tận tình nhất và đến tận vườn để hỗ trợ cho bà con. Chúng ta nếu như trong cái tuyến mà công tác á, thì anh em sẽ xếp cái thời gian để ghé thăm vườn của bà con, tận mắt để hướng dẫn cho bà con nhiều hơn nha bà con nha. Còn ở trên cái video này nhiều khi bà con coi những cái video này nếu chúng ta thấy chưa đủ phê chúng ta sẽ chờ ở một cái thời điểm mà khi cái vườn này thu hoạch thì mình sẽ quay trở lại để review cho anh em. Đặc biệt mùa nắng lên thì bà con chúng ta nên để cỏ và chúng ta tưới nước thì tưới bên ngoài, không để tưới sát gốc nha bà con nha. Chúng ta tưới bên ngoài để cho cái rễ chúng ta nó bung nó ăn ra, không để tưới sát gốc. Mình cũng cho anh Trương anh sửa rồi. Hôm nay là cho sửa lại cái vấn đề ống nước. Một cái diện tích rất là rộng lớn, phải nói rằng cực kỳ lớn. cây nhỏ ven đường cũng quay xong rồi để kết thúc video. Mến chào tất cả quý bà con và chúc quý bà con luôn luôn sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Cần thiết về tư vấn kỹ thuật, bà con có thể kết nối với công ty để công ty hỗ trợ cho bà con. Ở ngoài bà con lên chặn đọt nha bà con, đừng để đọt đi quá là bông chúng ta nó không có mập. Rồi bye bye bà con.